Thử nha. Bắt đầu nói nè. Hôm nay là mình cái nhà lá vườn về mình làm cái gỏi bắp chuối thập cẩm trong tủ lạnh, mình giờ còn cái gì thì làm cái đó thôi. Các bạn thưởng thức, nếu ăn được các bạn comment cho mình cái để mình có cái tinh thần làm cái bắp chuối này. Mình thái thì mình phải bỏ cái trái này ra, bỏ trái ra lấu cá là nó không có, có cá lấu là tuyệt vời, không có tanh. Còn nếu mà không có cá thì mình có khỉ, mình đưa cho con khỉ nó ăn cũng được. Này cảm ơn con nè, đừng có bắt chế nữa đó. Xong mình thái, thái nhỏ nè đó. Đấy, xong trong cái đó là mình ngâm vào nước muối, ngâm vào nước chanh cho nó trắng. Đây là cái sản phẩm mình làm ra đây. Đó. Đó, nó phải trắng như vậy nha. Trắng này. Đó là mình thử phải làm gỏi với ngon. Đó, rồi sau bước tới là mình bóc tôm. Rồi. Kế tiếp là mình bóc tôm. Bóc tôm đó, mình đừng có bỏ cái vỏ này nghe chưa. Nếu mình tận dụng thời gian mình không có nên ra đường, dịch bệnh nhiều lắm mà, thời gian này mình không nên ra đường, mình để cái vỏ này đó, mình để cái vỏ này xong là mình làm muối tôm đó. Đây này, muối tôm là mình cũng làm từ cái vỏ con tôm ra, muối tôm nhà làm ăn bảo đảm mà trên cả tuyệt vời luôn, ngất ngây đó. Rồi lại có miếng ổi này nè, mình chấm ổi nè, chấm cái muối tôm này nè đó, thưởng thức tuyệt vời. Qua cái vỏ tôm nhà mình làm ra không hóa chất, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường đó. Mình thay ra mình làm qua bước thế là mình đi thái thịt bắp tôm xong nha. Đó, tôm ra mình thưởng thức. Rồi đến nữa mình thái thịt, thái thật là mỏng nha. Rồi, rồi bước kế tiếp là mình đi mình vớt, vớt ra. Đó, mình thái thành là mỏng ra. Đó, tôm mình bóc ra. Để gỏi này mình gồm phải có là những rau thơm nè, húng lủi nè, rồi cây ngò rí nè, ngò rí nè, thường mình toàn bán ngò rí nè, nhà mình bán luôn, cung cấp các loại rau thơm nè, quế nè, chanh, tỏi, hành đây này đó, chanh, tỏi, hành, ớt, rồi bột ngọt, muối đó. Rất là ngon mà mình cho ít đường, ít bột ngọt thôi, cho nhiều ăn không tốt. Đấy, người mà ấy ăn nhiều đường thì tiểu đường, mà người mất trí nhớ là ăn nhiều bột ngọt nó mất trí nhớ. Cẩn thận đó, thấy không?